Người phụ nữ này đang chờ đón xe buýt số 65 từ công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để về nhà sau giờ làm việc chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020. Bà chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển chính của mình. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm thời dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra. Thường là 7 giờ sáng đi, rồi 5 giờ chiều, 5, 6 giờ chiều về, lúc này xe là cuối chuyến á, là 5 giờ nó xuống bến rồi. Bây giờ mình mới ra trước thôi. Ngày mai hết là coi như cũng nghỉ luôn rồi, còn không còn hơi tiền gì để đi luôn. Nếu mà đi xe ôm đâu có tiền mà đi đâu. Tại trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một số người cũng đang đứng đợi những chuyến xe buýt trong ngày hoạt động cuối cùng. Sắp tới, họ sẽ phải tạm xa tiếng còi đặc trưng và phải tìm một phương tiện thay thế khác để đảm bảo việc di chuyển. Em thường xuyên đi bằng xe buýt mà, nhà Thủ Đức. Dạ. Nên chắc ngày mai đi bằng xe máy. Dạ. Thì vì sao bình thường là chị lại chọn phương tiện xe buýt để mình đi làm gì? Thứ nhất là nó xa, thứ hai là tiết kiệm, với lại khỏe hơn nữa, không có bụi bặm. Nên em đi bằng xe buýt. Chứ mà từ Thủ Đức mà vào đây mà đi xe máy thì nó rất là mệt, kẹt xe nữa. Đối với nhiều người, việc đứng đợi chăm chú nhìn số xe của mỗi tuyến xe như đã thành một thói quen. Vì vậy, việc tạm dừng xe buýt một thời gian không chỉ khiến họ lo lắng mà còn cảm thấy buồn. Lúc sáng này là chỉ cho 20 người lên xe buýt thôi. Nói chung là 20 người bác ơi không cho lên nữa, các bác lên xe không cho lên nữa. Nói chung là mọi người thấy ai cũng lo lắng. Trong 2 tuần này hơi ráng. Họ không biết đi xe Honda thì chỉ phương tiện là đi xe buýt không hả? Nói chung là có xe buýt thì cũng có nhiều người đó, chị thấy đó, họ rất là thích đi xe buýt. Hồi xưa thì mình đi xe 19 đó, nó cũ nó ấy, nhưng mà bây giờ đi xe mới này nè, ai cũng thích hết á. Mà hay tin mà xe nó ngưng cái thì cũng có nhiều người cũng hơi buồn. Mong cho mau sớm cho mùa dịch này nó hết để mà mọi người được sinh hoạt lại bình thường đó, xe nó chạy lại bình thường. Xe buýt từ lâu đã trở thành một phương tiện không thể thiếu của một bộ phận người lao động. Sẽ có những khó khăn sắp tới phải chọn lựa những phương án di chuyển khác. Tuy nhiên, họ đều mang niềm tin rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, những trạm chờ đón xe buýt này sẽ tấp nập trở lại.